ngôi sao dù xa đến đâu cũng có ánh sáng. Chú chim dù nhỏ đến đâu cũng biết bay. Ước mơ dù nhỏ đến đâu cũng phát sáng. Đưa bàn tay nhỏ để truyền đạt ước mơ lớn. Tin vào chính mình, không có thất bại nào là mãi mãi. Bạn sẽ phát hiện ra, bạn còn kiên cường hơn trong tưởng tượng. Kiên trì ước mơ, cho dù chỉ là một mong ước nhỏ, bạn sẽ hiểu rằng, tin vào chính mình, bạn sẽ là ánh sáng của ước mơ. Tin vào chính mình, không có thất bại nào là mãi mãi. Bạn sẽ phát hiện ra, bạn còn kiên cường hơn trong tưởng tượng. Kiên trì ước mơ, cho dù chỉ là một mong ước nhỏ, bạn sẽ hiểu rằng, tin vào chính mình, bạn sẽ là ánh sáng của ước mơ. Bạn sẽ hiểu rằng, tin vào chính mình, bạn sẽ là ánh sáng của ước mơ. Giấc mơ ngôi sao, tập 43. Xe hơi mơ ước. Mình tên là Bắc Bắc. Ước mơ của mình là tự tạo chiếc xe hơi đặc biệt nhất thế giới của riêng mình. Có điều, mình vẫn chưa biết chế tạo xe hơi, cho nên việc mình thích nhất chính là lắp ráp lại xe hơi. Xong rồi, Bắc Bắc, con lại đang làm gì đây? Ba ơi, ba nhìn này, con đã lắp thêm 2 tấm chống va đập cho xe hơi. Như vậy hệ số an toàn của xe sẽ cao hơn. Cố lên, không được để ba xem thường. Xem con dịch chuyển tức thời đây. Giờ chúng ta có thể nhìn thấy tuyển thủ Bắc Bắc ở đường đua số 3 đang dẫn đầu với ưu thế tuyệt đối. Vậy cậu ấy có phải là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua lần này không? Được rồi, xem ra các tuyển thủ khác cũng không chịu thua kém. Thưa quý vị khán giả, cuộc đua đã bước vào giai đoạn hồi hộp nhất. Chúc mừng tuyển thủ Bắc Bắc. Cảm ơn mọi người. Bắc Bắc, xe của con. Ôi, xe của ba. Bắc Bắc. Chương trình tin tức sắp bắt đầu rồi. Mời ba xem TV. Mời ba uống nước. Ba ơi, con bóc cam cho ba ăn nhé. Trước khi ba đưa xe đi sửa, có thể cho con tháo ra nghiên cứu trước được không? Không được. Con muốn nghiên cứu xe hơi, không phải là không được, nhưng không được động vào xe của ba. Triển lãm chế tạo xe hơi. Chào cháu, Bắc Bắc. Chào mừng cháu đến với nhà máy mô phỏng xe hơi. Để chú làm hướng dẫn viên của cháu nhé. Chào chú, cháu muốn đi xem động cơ của xe hơi. Động cơ xe đồ chơi của cháu không hay. Đừng sốt ruột, để chú dẫn cháu đi thưởng thức sản phẩm mới nhất của chú đã. Đây là xe đồ chơi tốt nhất trong nhà máy mô phỏng xe hơi. Cháu muốn cùng chú chế tạo nó không? Quá muốn luôn ạ. Đã nghĩ ra bắt đầu cải tạo từ chỗ nào chưa? Được, vậy thì sẽ thử làm theo suy nghĩ của cháu. Lên đi thử nào. Xuất phát. Được, xuất phát. Xem ra ý tưởng này không được rồi. Cháu cũng thấy vậy. Trẻ con lái xe đúng là quá nguy hiểm. Nhanh như vậy đã hết pin rồi.
Chắc là do chúng ta hành hạ nó nhiều quá. Có cách rồi, chúng ta có thể chế tạo ra một loại xe chạy bao lâu cũng không cần lo về điện không? Ý tưởng này không tồi, còn có thể thiết kế các mức độ khác nhau để thay đổi tốc độ. Chúng ta có thể tạo ra chiếc xe như vậy không? Vậy thì hãy thử xem. Đưa chú cái cờ lê. Được ạ. Lấy thêm ít đinh ốc nữa. Được rồi, đã hoàn thành. Đây đúng là một báu vật. Có điều... sao thế? Vẫn còn gì chưa hài lòng à? Chiếc xe này nhỏ quá, không chở được mấy người. Chuyện này đơn giản. Giờ thì hài lòng rồi chứ. Nếu xe hơi có thể biến thành căn nhà, vậy thì lúc đi dã ngoại sẽ thoải mái hơn nhiều. Chuyện này cũng không phải là không làm được. Chú làm như thế nào vậy? Chỉ cần thực sự thích thì sẽ có thể nghiên cứu ra được. Đợi cháu lớn lên rồi, sẽ chế tạo ra tất cả những chiếc xe mà cháu muốn. Chúc cháu thực hiện được ước mơ của mình. Chiếc xe này tặng cho cháu đấy. Tuyệt quá, tuyệt quá. Bác Bác, sau này ba muốn lái chiếc xe do con thiết kế đi hóng gió đấy. Được ạ, con nhất định sẽ thiết kế ra một chiếc xe đâm không hỏng. Bác sĩ Hạt. Thỏ con, đến lượt cậu rồi. Để mình xem cậu khó chịu ở chỗ nào nhé. Tiểu Khả, những con vật này bệnh rồi, con đều có thể chữa khỏi sao? Đúng ạ, con là bác sĩ thú y giỏi nhất mà. Được, mẹ thay các loài vật, cảm ơn bác sĩ Tiểu Khả nhé. Ai tới giúp mình với? Ai tới giúp mình với? Là ai đang nói thế? Xin hãy tới giúp mình. Rốt cuộc là ai đang nói? Tiểu Khả, mình biết là ai đang cầu cứu. Cậu hãy cầm lấy hòm thuốc, mình dẫn cậu đi. Nhớ mở cửa sổ cho bạn mình nhé. Ừ. Tiểu Khả, tớ có cách rồi. Mau lên. Bên kia. Tạm biệt, tạm biệt.
ai tới giúp mình với. Thỏ con, vẫn còn người đang kêu cứu, cậu mau dẫn mình đi. Cảm ơn, tạm biệt. Ai tới giúp mình với, cứu với. Là cậu đang kêu cứu à? Cảm ơn cậu đã giúp mình. Mong là sau này, ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Cảm ơn. Tiểu Khả, ra ăn cơm thôi. Con tới đây. Nhà ảo thuật bóng bay. Đợi một lát. Chú ơi, chú lấy cho cháu quả bóng bay cá heo được không? Minh Minh, cậu lại mua bóng bay rồi. Đúng thế, tớ thích nhất là bóng bay mà. Bóng bay không phải là để dỗ trẻ con sao? Thứ đó có gì thú vị chứ? Bóng bay rất thú vị mà. Mình dẫn cậu tới xem vương quốc bóng bay của mình nhé. Được. Đây là bóng bay 12 cân giáp. Tuyệt quá. Đây là bóng bay khí heli khổng lồ. Đây là bóng bay thổi bằng miệng. Bóng bay tên lửa. Đây là bóng bay phát sáng. Ước mơ của mình chính là trở thành một nhà ảo thuật bóng bay, dùng đủ mọi loại bóng bay để mang lại niềm vui cho mọi người. Bóng bay của mình không hay sao? Tiểu Vũ, chúng ta đi về thôi. Mọi người không vui là vì họ cần giúp đỡ. Bóng bay của mình không nên chỉ mỗi đẹp mắt, mà còn phải làm được nhiều việc khác nữa. Đợi đã, bóng bay lần này nhất định cậu sẽ thích. Tuyệt quá, cảm ơn bóng bay của cậu.
Dập lửa, mau dập lửa đi. Hướng 9 giờ. Phải mau chóng nghĩ cách để cháu giúp các chú. Nhà ảo thuật bóng bay. Nhà huấn luyện thú giấy. Mình tên là Ami, mình rất thích động vật. Động vật là bạn của mình. Mình hy vọng các loài vật đáng yêu có thể sống vui vẻ trên trái đất xinh đẹp. Tất cả chỗ này đều do mình gấp. Mình biết gấp tất cả các loài vật trong vườn thú. Có phải mình rất giỏi không? Ami, con mèo mà con gấp đáng yêu quá. Mẹ, con gấp con hổ iPhone mà. Mẹ biết rồi. Con cuốn con này cũng rất đẹp. Mẹ, đó là sói. Là sói là sói. Mẹ lại sai rồi. Ami, gấp giỏi lắm. Con hãy tiếp tục cố gắng nhé. Thực sự là rất giỏi ư? Con phải đi hỏi các loài vật trong vườn thú. À, con hổ. Chào bạn hổ. Chào bạn Ami. Cậu xem nó có giống cậu không? Bề ngoài thì coi như giống, nhưng nó thiếu mất một điểm. Một điểm gì? Nó thiếu cái gì? Mình nghĩ đuôi của mình nên có lực hơn nữa. Đuôi của hổ không nên cụp xuống như thế, phải rất oai phong mới đúng. Chính mình cũng phải cụp đuôi rồi. Nếu mình có thể ra ngoài thiên nhiên, chắc chắn sẽ oai phong hơn bây giờ. Bây giờ đủ oai phong chưa? Chào cậu, Tinh Tinh. Chào cậu, Ami. Nhìn xem, nó có giống cậu không? Ami, phần ngực và phần bụng của mình phải to hơn nữa cơ. Không phải là dáng lom khom thế đâu. Ami, nhìn xem, mình còn có cơ bụng 8 múi mà. Nếu mình có thể quay về thiên nhiên, không cần phải lo lúc vận động sẽ đâm vào lưới sắt của chuồng, sẽ có thể tập thể dục đàng hoàng. Ami, mình thích nhất là cái sừng dài của mình. Vốn nó phải nhọn hơn, to hơn, đẹp hơn nữa. Nhưng tiếc là các chuyên gia bảo vệ động vật để ngăn ngừa sừng của mình bị cưa trộm, đành phải tiêm một lượng nhỏ độc tố vào, khiến nó mất đi giá trị. Tại sao con người có thể dùng cách này để bảo vệ các cậu? Mình nhất định sẽ gấp con tê giác có sừng vừa to vừa đẹp. Cảm ơn các cậu đã giúp mình cải tiến tác phẩm gấp giấy, khiến các con vật bằng giấy mà mình gấp trở nên sống động. Mình mong là cũng có thể giúp các cậu được sống ở nơi vốn thuộc về các cậu, để các cậu giữ được dáng vẻ vốn có. Có cách rồi. Các cậu ở ngoài kiên nhẫn chờ mình nhé. Đây chính là món quà mà cháu tặng bác ư, Ami. Đây không phải tất cả. Để cháu giới thiệu chúng cho bác nhé, bác giám đốc. Được. Cháu nói chúng đều được gấp bằng giấy à? Đúng thế. Trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của các loài vật. Ha ha ha!
Xem ra động vật bằng giấy cũng rất được yêu thích. Ami, cách của cháu rất hay. Chúc mừng cháu trở thành nhân viên quản lý động vật giấy. Giờ cháu đã là nhân viên quản lý động vật giấy thật sự rồi. Các con vật thật đều đã về nhà rồi chứ ạ? À? Đúng thế. Đôi cánh của mùa hạ ngừng lại giữa không trung. Cùng nhau đếm sao mới là bạn tốt. Mùi thơm quả chín mùa thu đang vẫy tay với mình. Bạn một quả, mình một quả, vui vẻ làm bạn tốt. Người tuyết mùa đông không nói chuyện. Trong lòng cậu ấy là một người bạn tốt. Bạn tốt. Chúng ta cùng nhau cố gắng hết sức mình. Bạn tốt. Chúng ta cùng nhau theo đuổi trò chơi mơ ước. Bạn tốt. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nỗi lo trưởng thành. Bạn tốt. Chính là ở bên nhau bao lâu cũng không thấy đủ.